Xin chào và gửi đến toàn thể cả nhà mẫu tranh Hoành Phi và Câu Đối. Bức tranh với chất liệu là ceramic chống lửa, bụi và ẩm mốc, muối mọt với độ bền cao, được về với cô Anh tại trường Bung Mai Sơn Sơn La. Cô đặt rất nhiều tranh bên em và hiện tại cô đặt thêm bộ tranh treo ban thờ bộ Hoành Phi Câu Đối với bộ Hoành Phi mang tên là Đức Niêu Quang và hai vế của Câu Đối đó là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh. Câu thứ hai đó là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Gia. Hai câu đối ấy có ý nghĩa rất quan trọng đối với đời sống tinh thần của nhân dân ta. Nó luôn nhắc nhở chúng ta nhớ đến những công lao của tổ tiên, luôn ghi nhớ những lời căn dặn của cha ông và phải sống thiện giữa người với người. Mẫu Hoành Phi thường được trang trí bằng hình chữ nhật, chạm khắc, hoa văn tùy ý và rất là sắc nét, đảm bảo nét đẹp truyền thống. Và trên Hoành Phi có ba chữ là Đức Niêu Quang, muốn thể hiện sự thành kính trong thờ cúng của tổ tiên. Bài học để ghi nhớ lời dạy của cha ông đó là cách sống về đạo lý và lễ nghĩa để dành phúc đức cho con cháu đời sau, cảm đó mới là điều các chân bạn quý nhất. Đã xem xin thấy cảm ơn quý hay cô bác nhớ và anh chị like, cùng quan share tâm theo và dõi. bình Xin luận chào và hẹn gặp lại ở những cho video Mỹ lần thuật sau. Tây Bắc nhé.